Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 100 token có ký hiệu là Line NFT. Con này gấu 2 nha các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video mà tham gia chatbot nè bạn. Rồi bấm continue, các bạn giúp xa để đi tiếp nha bạn. 56. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn cho nên giúp kênh seller nè. Rồi tiếp tục join tiếp kênh seller. Sau đó follow tờ Twitter, like và retweet chị Pinbot. Chị tờ Twitter bạn theo dõi nữa. Bạn like nè, bạn chỉ dẫn tweet nè. Các bạn tăng dần các bạn của mình vào các bạn. Chờ bạn mới đáp lên. Sau đó bấm Don. Sau đó bấm Don. Sau đó các bạn điền username Twitter các bạn đã follow dán nữa các bạn. Sau đó các bạn bấm vào like. Sau đó thì các bạn vào Wood Consumer và điền lại email Consumer các bạn. Xin Consumer thì các bạn vào đây các bạn nhập vào, tôi không phải là người máy nha các bạn. Các bạn vuốt cho nó một cái các bạn. Các bạn chạy xuyên các bạn. Rồi sau khi vuốt xong thì các bạn bắt up lên nè. Rồi các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn vào các bạn. Điền địa chỉ email của bạn đăng ký trên Consumer á. Support nè. Sau đó cho controller nè. Bấm Don nè. Sau đó các bạn gọi địa chỉ BNB sẽ mang trên BET20 trên chiếc chocolate của mình nha các bạn. Sau đó các bạn chỉ bên ghép chia sẻ trong bài những cái thắng game token các bạn. Vậy video mình đến đây kết thúc của mình. Chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn ở những video clip tiếp theo của mình nha.